Trong 5 ngày từ ngày 19 đến 23 tháng 3, học viên sẽ được học tập và tìm hiểu các nội dung quan trọng như âm mưu diễn biến hòa bình và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với thanh thiếu niên, kỹ năng thiết kế bài giảng trên PowerPoint, kỹ năng viết tin bài tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi của cán bộ đoàn, tập huấn các kiến thức, các quy định của pháp luật, kỹ năng phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, đất liền cho thanh thiếu nhi, nội dung mới của 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.